Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày của mình. Hôm nay thì mời các bạn theo chân mình đi tham quan một khu dân cư nằm ngay ngã tư Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thôi các bạn. Vị trí mình đang đi ở đây thì nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện ha, ngay dưới chân cầu vượt. Cầu vượt này là cái cầu vượt của đường cao tốc Bến Lức Long Thành đó các bạn. Đó, đây thì mình đi vừa qua đây. Bên phía tay phải của mình sẽ là một cái cổng chào khu đô thị mới 5 sao ha. Và tại sao nó được mang tên là khu đô thị mới 5 sao? Thì khu dân cư này thuộc sự quản lý của ban quản lý dự án, chủ đầu tư là tập đoàn quốc tế 5 sao các bạn. Thì tên 5 sao thì chắc là theo mình nghĩ là cũng đặt tên cho khu này là khu đô thị 5 sao luôn. Nhưng mà cái tên thì nó khác với cái chất lượng ha. Thì ở trong thì sẽ quy hoạch bài bản theo đường lối này kia thôi, còn về những cái cơ sở hạ tầng cho đến là những cái tiện ích thì không được chuẩn 5 sao đâu nha. Mình xin nói trước các bạn, đây là cổng chào, cổng đi vào đây các bạn. Một cái bên tay phải của mình vừa qua cầu vượt thôi là đã có được một cái đường đi thẳng đi vào phía trong rồi. Đây là trục đường số 1, trục đường chính của khu đô thị này, khu 5 sao này ha. Đây là khu 5 sao 1 ha. Mình nói khu 5 sao 1 và khu 5 sao 2 đi cho dễ phân biệt các bạn. Khu 5 sao 1 này thì phía trục đường chính đây các bạn nhìn hai bên hông ha, có những cái căn nhà bên hông đây. Đó, bên này thì có hai căn, bên kia có một căn cũng đang bán các bạn. Đây nè, cái căn đối diện nè các bạn, căn bán cổ điển. Đó, cái căn này đây. Đây, căn này thì hiện tại đang bán ở mức giá là 7 tỷ 3 một căn các bạn. Chiều ngang của mình là 6m, chiều dài là 18m ha. Đó. Và ở trong đây thì trục đường chính này thì hầu như phân khúc trên 7 tỷ một căn hết rồi các bạn. Trên 7 tỷ nha. Thì đất ở đây thì sổ hồng riêng hết. Và ở đây thì có pháp lý là sổ hồng riêng. Đất đây thì là đất nông thôn thôi nha, không phải đất đô thị nha các bạn. Ở khu vực này thì thuộc khu vực là địa phận xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An rồi, không phải là thành phố Hồ Chí Minh nha. Vừa qua cái cầu vượt hồi nãy là hết địa phận thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Còn qua phía bên này là của địa phận xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An rồi. Đây thì đường số 1 này thì nó có hai làn đường chính các bạn, hai làn đường. Thì một bên tay phải mình đi đây là có nhà và bên kia thì có công viên ha. Công viên thì cũng nhỏ thôi, không được to lắm đâu. Trên trục đường này thì cũng có được khoảng tầm chục căn nhà đang bán các bạn. Ở đây thì mình nắm khá rõ ở khu vực này. Khu vực này thì mình có rất là nhiều sản phẩm trong đây, từ phân khúc 3 tỷ rưỡi cho đến là 7 tỷ, 8 tỷ cũng có trong khu vực này các bạn. Thì ở đây thì được xây dựng tự do. Thì ở đây mình chỉ cần là mua đất và mình muốn xây theo kiến trúc riêng của mình thì xây các bạn. Đây là những căn nhà bên đây, các bạn nhìn có những căn nhà bên đây. Thì những căn bên này thì hiện tại có căn bán 6 tỷ 9, có căn bán 6 tỷ 6, 6 tỷ rưỡi. Tùy căn các bạn. Khu vực đây thì thấy là tương đối thoáng mát, rộng rãi. Tại vì đây là cái trục đường lớn ha, trục đường chính đi từ ngoài cổng đi vào. Các bạn nhìn xem xung quanh đây. Bên này thì có rất là nhiều loại nha, có căn thì ngang 6, có căn ngang 7, có căn ngang 5,5, tùy căn đó các bạn. Đi vào đây một xíu thì là hết trục đường chính rồi. Cái khu này thì cũng đơn giản, cũng nhỏ thôi. Đi cho các bạn xem được cái khu vực ở đây như thế nào và cập nhật cho các bạn sơ sơ một cái mức giá tại thời điểm hiện tại ha. Ở đây thì thời điểm trước đây, cách đây khoảng tầm 2 năm, 3 năm, năm 2019 đó các bạn, thì mức giá ở đây một lô đất khoảng tầm là 1 tỷ 4, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 tùy lô ha. Có cái căn gốc đây này, hiện tại cũng đang bán ở mức giá là 6 tỷ các bạn. Tuy nhiên thì cũng giảm giá, cái mức giá bán bao nhiêu thì mình không có rõ lắm, thì cũng mới chủ mới báo là bán rồi. Và mình đang đi ở đây là trục đường số 3 ha. Cái đường số 3 này thì cũng song song với cái đường chính, cái đường số 1 hồi nãy ở giữa đó các bạn. Thì ở trong đây thì có những căn nhà một trệt hai lầu, có được diện tích là ngang 5,5, dài 18, có căn ngang 5,5, dài là 15m. Thì đang bán ở mức giá khoảng tầm là 4 tỷ 3, 4 tỷ 4 ha, một căn. Ở đây thì bên tay phải mình đây thì có những cái lô biệt thự các bạn. Và bên tay trái của mình thì có những căn ngang 5,
đó, căn nhà hai lầu đây nè các bạn. Đó, căn một trệt hai lầu này thì cũng đang bán mức giá là 4 tỷ 400 triệu các bạn, cả nhà và đất ha. Đất đây thì đất nông thôn. Ở khu vực này thì đường điện được âm, có các hộp điện rồi hết rồi. À, dân cư thì cũng ở đa phần rồi các bạn, và cũng rất là nhiều nhà đang bán ha. Một phần là người dân ở đây tới đầu tư xong rồi họ ở luôn, khi giá đất giá nhà lên giá thì họ lại bán, họ chuyển đi các bạn. Và một phần thì họ đầu tư xây dựng, thì ở đây thì hầu như chủ đầu tư xây dựng ở đây thì mỗi chủ đầu tư cũng phải xây 5 đến 7 căn à, khu vực này các bạn rất là nhiều nhà ha. Tính ra thì cái tỷ lệ lấp đầy nhà ở đây thì cũng tương đối rồi. À, tuy nhiên thì cái số lượng người dân ở thì nó cũng ít thôi các bạn, hầu như nhà trong đây là dùng để bán là nhiều. À, đối với đa phần là trong đây thì người dân mua để đầu tư, mua xong rồi xây sẵn để đó các bạn, thì bán chênh lên một xíu để kiếm lời. À, ví dụ như căn gốc đây cũng vậy nè, căn gốc đây lúc đầu mới xây lên thì cũng bán luôn các bạn, rồi chủ đầu tư khác mua mua rồi đợi giá tăng lên là bán tiếp các bạn. Ở trong đây có những cái lô góc cũng nhìn rất là đẹp. Thì khu này nếu mà thật ra là tính về lâu về dài thì sau này thì cũng rất là phát triển, tại vì ở đây thì nó cũng gần thành phố các bạn. À, tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại thì thị trường nó cứng rồi, đứng đơ rồi. Thế cho nên là dân trong đây họ ở khoảng tầm là 30 đến 40% những căn nhà đang xây ở đây thôi. Còn lại thì 10% là chủ yếu là các văn phòng môi giới nhà đất các bạn. Các chủ đầu tư nhà ở khu vực này thì cũng ở những căn nhà trong đây, và họ đến khi nào có khách mua thì họ lại dọn đi. Đó, thì đa phần là như thế. Mình đang đứng trên trục đường số 2. Đường số 2 này thì có những lô biệt thự các bạn. Nói biệt thự thế thôi chứ những căn nhà trong đây thì được có cái là chiều ngang nó rộng các bạn, 8,5m dài 15m ha, thì cũng được gọi là những cái căn biệt thự mini đó các bạn. Thì trên trục đường số 2 này thì cũng có những cái căn nhà như vậy. Những lô đất trong đây thì bán ở mức giá là 3,5 tỷ một lô ha. Có những căn nhà mái thái ở phía ngoài đây nè các bạn. Những căn nhà mái thái này thì người ta đang bán ở mức giá là 6 tỷ một căn các bạn. 6 tỷ một căn ha. Thì các bạn cứ tính cái giá đất cộng cái giá công trình vào thực tế ha. Còn mà cái giá vốn trước đây thì họ mua thì các bạn phải xem kỹ lại. Ví dụ như giá hiện tại thì giá đất người ta đang rao với mức giá là 3,5 tỷ một lô à, thì cộng thêm cái giá công trình xây dựng vào, đó là cái giá thực tế. Còn những cái giá mà giá trị thực của nó nữa thì các bạn phải tự tính toán, cân đo đong đếm cộng với là những cái kiến thức của thị trường của mình nữa, thực tế tại thị trường nó mới biết được cái chính xác được cái giá ha. Và cũng trên trục đường số 2 này, phía bên tay phải mình đây thì cũng có vài căn nhà chủ nhà đang rất là ngộp rồi các bạn. Lúc đầu giao với mức giá là 4 tỷ 6, sau đó giảm xuống là 4 tỷ 4, sau đó thì giảm tiếp còn 4 tỷ 2, thì hiện tại vẫn chưa bán được ha. Thì tình hình chung rồi các bạn, thị trường hiện tại thì đang đứng, mình đi nãy giờ trong khu vực này cũng chẳng thấy ai luôn. À, đi một ngày trong tuần đó các bạn không thấy ai hết ha. À, chỉ có một cái tiệc nhỏ nhỏ phía trong thôi. Thì các bạn thử nghĩ rồi, dân cư ở đây thì hầu như là kín cổng cao tường, đóng cửa kín mít hết rồi các bạn. Thì nói gì thì nói, khu này cũng chỉ là khu tái định cư thôi. Trước đây thì nó là khu tái định cư, nó được mang tên là khu 5 sao thôi. À, tên là 5 sao nha các bạn, đừng nhầm. À, Việt Nam mình thì cũng hay chơi chữ cho nên là nó không phải chuẩn 5 sao nha. À, trong đây thì chỉ có là được quy hoạch bài bản, đường xá, cống rãnh thoát nước, đường điện âm. Và tại khu vực này theo mình quan sát có một vài căn nhà có chiều ngang 5m, chiều dài 18m, khoảng tầm 90m2 đó các bạn. Thì một trệt một lầu đang bán ở mức giá là 3 tỷ 4, chốt giá là 3 tỷ 2 là sẽ bán các bạn. Và cũng đã được mới được bán gần đây. Thì mình cập nhật tình hình chung cho các bạn có thể nắm được thông tin ha. Còn ở giá đất ở đây thì cứ một lô thì khoảng giá tầm 2 tỷ 4, 2 tỷ rưỡi một lô đất rồi các bạn. Đó, khu vực đây thì hai cái dãy bên đây thì hầu như một trệt một lầu hết nè. Và dãy nhà bên này thì được xây dựng trước đây rất lâu rồi. Đó, và hiện tại thì dân cư ở đông hơn bên kia. Khu vực này thì tìm một căn nhà phân khúc 2 tỷ đến 2 tỷ 9 là không có nha các bạn. Không có một căn nào nha. Còn những cái căn nhà mà một trệt hai lầu bây giờ thì có căn rẻ nhất là 3 tỷ rưỡi các bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì đó là căn nhà cũ ha. Chủ nhà họ bán lại.
còn những cái căn qua tay đầu tư đó các bạn, những chủ đầu tư đó, họ đầu tư họ xây dựng lên đó, thì hầu như là trên 4 tỷ ha, 4 tỷ 3, 4 tỷ 4, 4 tỷ rưỡi, có những căn 4 tỷ 6 các bạn đó. Ở trong đây thì trên trục đường lớn phía ngoài đây, đường số 9 thì cũng có được những căn nhà bán ở mức giá là 6 tỷ, 6 tỷ 2 các bạn. Để xíu nữa mình quay cho các bạn xem. Đây là đường ha, dân cư bên này thì ở đông hơn, có xe, có đầy đủ hết dân cư. Những cung đường trong đây thì đi khoảng tầm là 1-200 mét thôi là mình đã hết một đoạn đường rồi các bạn. Đây, ví dụ như khu đây là mình tới đây là hết rồi, giao qua đường số 9 ha. Và trên đây thì trên trục đường này những cái căn nhà 2 lầu trước mặt mình đây là đang ở bán mức giá là 6 tỷ, 6 tỷ 2 ha các bạn. Và có những căn nhà cũng giảm giá rất sâu xuống còn 5 tỷ 2 và vừa mới chốt giao dịch gần đây. Và mình đang đi đây trên trục đường số 7 ha các bạn. Trục đường số 7 này cũng vậy, những căn nhà trong đây thì phân khúc là 4 tỷ, 4 tỷ 2, 4 tỷ 4 một căn. Đó, một trệt 2 lầu các bạn. Ở khu đây thì nhìn thấy cũng thoáng mát, rộng rãi, cây cối tùm. Khu vực này thì thích hợp để ở, theo mình đánh giá là như vậy. Ở trong đây thì không có tiện ích nội khu, chỉ có những cái khu công viên để mình giải trí, mình chơi thôi. Thì cũng không đòi hỏi gì nhiều so với một cái khu tái định cư ha các bạn. Mình sẽ không nói về mức giá là cao hay thấp. Tuy nhiên thì theo các bạn, mức giá 4 tỷ hơn một căn nhà một trệt 2 lầu trong khu vực này thì theo các bạn có nên mua hay không? Và đối với những lô đất trong đây ở mức giá là 2 tỷ rưỡi một lô, chiều ngang 5m, có những lô ngang 5,5m, dài tới 16, 18 hoặc là 15m, thì các bạn có lựa chọn những lô đất trong đây hay không? Thì tại vì trong đây còn rất là nhiều đất các bạn. Đó, thì theo các bạn thì khu vực này có hợp lý để mình sinh sống, để ở và đầu tư trong tương lai hay không ha? Thì các bạn cho mình xin thêm ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Video này thì là một cái video cập nhật tình hình thị trường mà thôi. Thì theo các bạn thấy đó, thì trước đây thì bước vô trong khu này thì rất là nhiều môi giới. Môi giới của công ty cũng có, và cũng có những môi giới địa phương. Thì họ ở trong khu này họ bắt khách thôi. Thì thời điểm sốt nóng là như vậy, chứ thời điểm hiện tại thì các bạn thấy không, vắng teo, không có một bóng người. Còn đây là khu vực công viên các bạn. Đây, công viên thì cây cỏ nó cũng hơi nhiều, và đường xá phía trong thì cũng rất ít các bạn, cũng không có bàn ghế để ngồi. Thì đổi lại mình có được một cái chỗ thoáng mát, mình có không khí trong lành ha các bạn. Đó, thì đây là một vòng xung quanh khu đô thị 5 sao, khu Five Star New City ha. Đây được gọi là khu đô thị 5 sao 1 các bạn. Còn 5 sao 2 thì nó cũng kế bên, và nó được xây dựng đồng bộ hơn, đẹp hơn và chỉnh chu hơn. Với tình hình bất động sản khó khăn như hiện tại thì giá bán ở khu vực này cũng đã giảm rồi, tỷ lệ giảm khoảng tầm từ 10-20% trên giá tổng rồi các bạn. Thì theo các bạn thì giá ở đây nó còn tiếp tục giảm hay không? Và nếu là các bạn thì với mức giá 3 tỷ đến 5 tỷ, có những căn là tới 7 tỷ ở trên trục đường lớn như thế này, thì các bạn có nên mua hay không ha? Một vị trí nằm khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với Bình Chánh ha. Đó, và đây thì có được những cái khu quy hoạch phân lô như thế này. Đó, thì đây là khu tái định cư nha, mình xin nhắc lại đây là tái định cư nha các bạn. Các bạn có ý kiến gì thì cho mình xin ý kiến dưới phần bình luận nha. Và cuối cùng mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo.